Sau rằm tháng ba âm, ai đen mặc kệ, con rồng này vẫn được thần tài theo bước đỏ hết phần thiên hạ. Xin chào quý anh chị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo trên kênh Lê Lực Tử Vi của chúng tôi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, chúc quý anh chị thành công trong cuộc sống. Quý anh chị thân mến, sau những cái thăng trầm trong cuộc sống thì những con giáp dưới đây sẽ được bù đắp với cái vận tài lộc đỏ như son, thu nhập dồi dào. Vậy thì đó là những con giáp nào? Và liệu rằng chúng ta có nằm trong top 3 con giáp này hay không? Thì bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với chi tiết của nội dung video ngày hôm nay. Con giáp thứ nhất, đấy là con giáp tuổi Hợi. Tuổi Hợi là người dĩ hòa vi quý, chăm làm điều thiện nên tích được rất nhiều công đức. Nhờ thế mà mỗi khi gặp chuyện không may, khó khăn trong công việc, con giáp này đều được quý nhân tương trợ, tai qua nạn khỏi. Sau những cái thăng trầm trong cuộc sống, Hợi sẽ được bù đắp với cái vận tài độc đỏ như son, thu nhập dồi dào trong tháng 4 của năm 2020. Và con giáp thứ hai, đấy là con giáp tuổi Dần. Người tuổi Hổ sẽ đón nhận nhiều may mắn trong tháng 4. Công việc sẽ diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Tiền tài, công danh, hạnh phúc trong gia đình sẽ đến, thoát khỏi cái ách thái tuế. Họ đúng là hổ mọc thêm cánh, tha hổ bay cao bay xa. Năm nay họ may mắn đến độ chẳng cần làm quá nhiều cũng giàu sang dùng dính, tiền bạc đầy nhà. Và con giáp thứ ba, đấy là con giáp tuổi Tý. Thì người tuổi Tý nổi tiếng là nhanh nhẹn, khôn ngoan và dám dấn thân. Họ chẳng sợ thất bại, càng không sợ trắng tay, nên là mỗi bước đi của tuổi Tý trong sự nghiệp đều mang lại cho họ những cái sự đột phá ngoạn mục. Bước chân vào tháng 4 của năm 2020 thì con giáp giàu sang này sẽ như chuột sa chính gạo, đạp trúng hũ vàng, tiền ào ào chui vào túi, cứ vơi lại đầy là những cái thành tựu đáng nể của tuổi Tý. Và cái tuổi thứ tư, đấy là tuổi Mão. Thì người cầm tinh con mèo thường có cái dáng vẻ là cao quý, nhã nhặn, tốt tính, luôn lạc quan, vui sống. Người tuổi Mão vẫn có cái tài vận tốt về sau. Tuổi già được an nhàn, sung sướng, hưởng an nhàn lúc tuổi già. Người tuổi Mão thường đạt cái vận khí tốt nhất trong cái năm Canh Tý, nhất là trong cái tháng 4, khi mà mọi cái công việc của họ đều được diễn ra thuận lợi và trơn tru. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy là ba con giáp cực kỳ may mắn sau cái rằm tháng 3, tức là trong cái tháng 4 của năm 2020 này. Và qua cái nội dung của video hôm nay thì các bạn cũng đã biết được rằng chúng ta có liệu nằm trong ba con giáp này hay không. Vâng, và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại những cái lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người mà lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai mà còn chưa đăng ký kênh thì quý anh chị hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Hoặc những ai còn đang có những cái băn khoăn thắc mắc hay là muốn tìm hiểu về cái vận trình tài lộc của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại những cái thông tin chi tiết về họ, tên, ngày tháng, năm sinh của mình ở phần bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.